Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là sáng ngày 3 tháng 8 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang đi trên đê của sông Chu thuộc Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để lắp đặt và bàn giao đồ thờ cho khách hàng ở gần đê sông Chu, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Và bây giờ là đang là 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8 thì chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ họ dòng tộc họ Trần Văn thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa. Vì nhà thờ đang trong quá trình hoàn thiện nốt phần cuối cùng, đó là phần làm nhẫn và lên màu. Thì chúng tôi bàn giao một cỗ khám thờ bằng gỗ vụ được sơn son thép vàng phủ hoàng kim, có 3 tầng chuồng cửa. Đây là đơn đặt hàng của dòng tộc họ Trần Văn trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay chúng tôi mới xong và hoàn thiện mẫu 7 bàn giao cho quý khách. Mặc dù là nhà thờ chưa xong nên là chúng tôi sẽ để tạm cỗ khám vào bên nhà cũ của các bác. Thì khi nhà thờ hoàn thiện xong thì các bác sẽ chuyển lên vào đúng gian giữa của nhà thờ họ. Và chúng tôi cũng được biết là các bác sắm duy nhất một cỗ khám thờ bằng chất liệu gỗ Thoải mái. để vào gian chính, Ui, còn toàn lại là toàn bộ phần còn lại là các bác sắm bằng đồ đồng. Vâng. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang lắp đặt và bàn giao một cỗ khám thờ gia tiên bằng chất liệu gỗ vụ Lào được sơn son thép vàng Đài Loan. Đây là đơn đặt hàng của dòng tộc họ Trần Văn ở ngã ba Chè, Thanh Hóa. Bác Ngọc là đại diện cho dòng họ Trần Văn đã đặt hàng online chúng tôi. Bác đã đặt cách đây 1 tháng thì hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện xong và bàn giao cho dòng tộc. Và cũng được biết là dòng tộc Trần Văn đang xây một nhà thờ họ trị giá vào khoảng gần 1 tỷ 4, và trong dòng họ có 87 đinh thì đã đóng góp để xây dựng nên ngôi nhà thờ. Thì vì nhà thờ chưa xong nên là cỗ khám thờ bằng gỗ này đang được đặt ở nhà thờ cổ đối diện, gọi là nhà thờ cũ đấy. Thì trong tháng 8 nhà thờ mới xong thì các bác sẽ đưa cỗ khám thờ vào đúng không gian phòng thờ nhà thờ họ dòng tộc họ Trần Văn. Thì quý vị nào mà ưng mẫu khám thờ gia tiên như này, 3 chuồng cửa, thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi theo 2 số điện thoại trên màn hình 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Để quý vị yên tâm. Đây là đơn đặt hàng của dòng tộc họ Trần Văn. Bác Ngọc, bác đã 62 tuổi rồi nhưng bác rất là quan tâm về đồ thờ cúng, đồ thờ đẹp trên YouTube. Bác đã chọn cơ sở đồ gỗ Yên Lành để đặt niềm tin và uy tín là trên nhất. Thì hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho dòng tộc một cỗ khám thờ gia tiên được sơn son thép vàng Đài Loan phủ hoàng kim. Và chúng tôi cũng được biết là nhà thờ họ của dòng tộc, tất cả các đồ thờ cúng khác thì dòng tộc làm bằng đồng và dát vàng 4 số 9, không làm bằng gỗ. Chỉ duy nhất một cỗ khám thờ đặt ở gian giữa chính diện là các bác làm bằng gỗ, còn lại là các bác làm bằng đồ đồng. Nên là dự kiến xây nhà thờ sẽ hết khoảng 1 tỷ tư như trong bản vẽ. Và trên màn hình đây các bạn đang được chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ của dòng tộc họ Trần Văn, và đây là ngôi nhà thờ cũ. Thì dự kiến ngôi nhà thờ mới này sẽ được xong trong tháng 8. Nhà ngói 3 gian, cột là cột bê tông, cột tròn. Đây là những người thợ đang đi vào quy trình hoàn thiện cuối cùng. Thì quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật những video mới nhất về đồ thờ cúng đẹp bằng gỗ.
Quý vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.